Rồi, chào toàn thể các bác nhá. Đến hẹn lại lên thì hôm nay là ngày mùng 5 tháng 10 năm 2024. Em tiếp tục lên cho bác những cái clip mới nhá. Thì hôm nay thì vẫn như thường lệ là sẽ lên cho bác cái lô máy cắt cỏ, nó sẽ gồm rất là nhiều những mẫu khác nhau. Thì hôm nay thì cái lô máy nó lên nó rất là phong phú và đa dạng nhá, nhiều loại máy khác nhau. Xen kẽ những cái máy ba lô là những cái máy cần nhá. Đấy. Thì giới thiệu qua cho bác tiện theo dõi cái lô máy ngày hôm nay nhá. Sẽ lên cho bác một con máy Mitsubishi T130 siêu mới. Hàng ba lô. Một con máy này Mazu phải nói là mới tầm 95% con này. Tôi là sẽ lên cho bác một con máy lớn, nó là con Mazu 320. Con này 320, con này còn mới lắm này. Mới chát luôn. Nòng 38 ly này. Mazu 26 nhá, Mazu 26 này. Rồi là ít máy ba lô này, TL261 này. Echo ZUB này, Echo ZUB hàng này rất là VIP luôn. Đây. Rồi là Mazu 26 này. Rồi là Côm này, Côm 26 này. À Côm 34. Côm 34cc nòng 36 ly, Côm lớn. Rồi là Echo 260. Đấy. Mazu S-Stin của Đức nhá, hàng Đức này, Stin Đức này. Đấy, rồi là ba lô Zobin, Zobin 3000 trợ lực. Rồi là Mazu 26. Rồi là Cineway S25 nhá. Đấy. Rồi là Mazu ba lô 26 này, Mazu 26 cần này. Đấy, rồi là ba lô Cinewa 260 shop này, hàng VIP này. TH23 này. Đấy, rồi là con Cinewa có đề luôn. Đấy, có đề luôn. Đấy. Đấy, rồi là Echo 240, rồi là G2K Kobatsu. Nói chung rất là nhiều nhá. Đấy, tí nữa thì em sẽ đi vào chi tiết cái lô máy này. Đấy, thì các bác chú ý theo dõi nhá. Đấy. Nói chung là giá thì bên em bán cho bác thì nói chung là giá rất rẻ nhá, đang lưu ý. Đấy. Thì ngoài ra sẽ lên cho bác hai cái bộ cần tum lớn này, tum lớn của máy ba lô tháo ra. Đấy, thì bác có thể quan sát là máy bên em thì đợt này về rất là phong phú và đa dạng, nhiều loại máy khác nhau nhá. Đấy, các bác cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em nhá. Thì bác lấy số lượng càng nhiều thì giá nó càng hạ nhá, giá càng rẻ. Đấy. Đấy, ok, đấy bác có thể quan sát. Máy rất nhiều nhá. Đây hệ Mazu này. TL33 này, rồi là Mazu 320, rồi là Mitsu này, máy 4 thì cũng có luôn này. Đấy, rồi là máy ba lô các kiểu. Đấy kia nữa. Đấy. Ngoài ra còn đằng này nữa. Đây, các bạn có thể quan sát. Đấy. Thì mà các loại máy máy có đề đây này. Đây bác nào thích máy có đề này, máy con có đề Kobatsu đây. Đấy. Rồi là đây nữa đây. Đây hàng máy ba lô. Đây ba lô đây. Đấy. Ok, đây nữa này. Đấy. Đây có cái lô Robin cóc rất là đẹp luôn đây này. Đấy, nhưng mà cái lô Robin Makita cóc này thì là bán rồi. Đấy, có khách là đặt cọc rồi. Đấy, giá thì rẻ thôi. Đấy, máy đẹp như này, VIP như này là 700.000 một cây. Đấy, rất tiện, rất là đẹp. Đấy, còn lô Mazu kìa, Mazu kìa. Đây nữa này. Đấy. Rất là nhiều nhá. Thì bác cần loại máy gì thì cứ liên hệ bên em nhá. Thì bên em sẽ soạn cụ thể xong mà báo giá cho bác nhá. Đấy. Đấy thì lấy số lượng càng nhiều thì giá càng rẻ, thế thôi. Thế còn giá đây là bán lẻ cho bác thì nó cũng rất là rẻ rồi, không nói chung không một nơi nào có thể rẻ hơn được nữa đâu. Các bác lưu ý nha, các bác có thể là tìm tham khảo các chỗ. Đấy. Còn phần đầu chương trình thì bao giờ thế thì bên em cũng sẽ dành một ít thời gian là giới thiệu cho bác về cái sản phẩm chè của địa phương nhá. Đấy, bởi vì chỗ em có một lợi thế rất lớn, đó là đất chè các bác nhá. Thì bác có thể search trên mạng địa chỉ là ở Phú Thành, Lạc Thủy, Hòa Bình. Có lông trường chè sông Bôi nhá. Thì chỗ em là cả một cái lông trường chè rất là rộng lớn. Chính vì thế là các bác mua chè chỗ em là được cái giá gốc luôn, không qua trung gian nhá. Đấy. Giá thì bao cho bác là rẻ nhất trên thị trường luôn. Đấy. Chè chỗ em thì nó là giống chè tuyết thơm bác này. Búng bao câu rất là ngon luôn này bác này, nhìn các như quan sát này. Đấy. Chè này thì mình em bao cho bác 100% là chè mới nhá, không phải chè cũ. Nên là các bác mở bao bì chè ra nó sẽ có vị thơm nhá, là đặc trưng của chè mới. Đấy. Thì chè đợt này thì nó đang vào vụ thu, là vụ chè ngon nhất trong năm nha các bác nhá. Đấy, chè uống sẽ là nước xanh này, vị thơm này, trong xanh ánh vàng nhá. Đấy. Rồi là tiền chát ngọt hậu nhá. Lúc đầu các bác uống thì chát, sau nó sẽ ngọt nhá. Đấy. Và có hương thơm nhá. Đấy, các bác lưu ý. Đấy, rất là ok. Đây là bác nhìn này, cánh nhỏ tan luôn. Đấy. Ok, thì chè bên em có những cái loại như sau nhá. Loại thứ nhất là loại 130.000 một ký. Loại thứ hai là loại 170.000 một ký. Và loại thứ ba là 200.000 một ký các bác nhá. Và bên em sẽ ship từ 1 ký trở lên. Thì bác nào mà mua từ 1 đến
2 cân thì phí ship của nó rất là rẻ thôi, chỉ từ 26 cho đến 35.000. Đặc biệt bác nào mua số lượng nhiều trên 2 kg bên em bao ship luôn nhá. Trên 2 kg nó áp dụng với loại chè 130.000. Thế còn bác nào mua loại 170 và 200 thì từ 1 kg đổ lên là bên em đã bao ship rồi nhá. Nên là các bác không phải lo về chuyện phí ship. Đấy. Bác nào mua máy mua chè thì bác liên hệ theo số thứ nhất này. Thế còn bác nào mua chuyên về chè, đặt hàng về chè hoặc là cần tư vấn kỹ hơn về các loại chè thì bác liên hệ theo số thứ hai nhá, là số chuyên về chè. Đấy. Đấy có hai số chính như thế nhá. Thì bác thể là mua uống thử, đảm bảo các bác sẽ rất hài lòng đấy. Rồi ok. Thôi thì do hôm nay là số lượng máy bãi nó nhiều nhá thì em sẽ đi vào chi tiết cái máy mới thì bên em vẫn có bán đấy nhá. Thế nhưng mà để mai sẽ về thêm vài mẫu nữa thì đã quay cho bác sau. Đấy. Thế còn hôm nay sẽ đi vào chi tiết cái lô máy ngày hôm nay. Lô hôm nay thì đấy thì như ban đầu đấy thì bên em bán cho bác thì bán lẻ cho bác từng cây một như này thì giá thì nó rất là rẻ nhá. Đấy nó chỉ xấp xỉ hoặc là ngang bằng với cả giá thợ thôi. Đấy. Mấy cái máy này thì nó đều xuất xứ của nó thì nó đều là hàng Nhật bãi hết nhá. Đấy hàng Nhật đã qua sử dụng. Nhưng mà về Việt Nam thì bên em đã dọn lổ rất là ok rồi. Nói chung là các bác về sẵn là chỉ xài luôn thôi. Đấy. Thế ở đây sẽ có những cái máy chưa lổ. Chưa lổ thì bên em sẽ bao hơi bao điện cho bác nhá. Đấy, bao hơi bao điện cho bác về tự dọn. Đấy, nhưng mà trường hợp bác nào mà ví dụ là nhà không biết dọn nhá thì bác chỉ cần thêm 100k để bên em dọn cho. Ngon lành luôn. Đấy. 100k thì bên em sẽ dọn cho bác thì về các bác chỉ việc xài thôi. Đấy. Đấy giá thì không phải suy nghĩ rồi, vì nó quá rẻ rồi. Không thể rẻ hơn được nữa. Bác lưu ý nhá. Đấy. Thì vì nó giá bằng giá thợ rồi. Đấy, khẳng định luôn là như thế. Đấy, rồi ok đây. Thì nói túm lại là các bác sẽ thêm vào 50.000 tiền phí ship này. Đấy vì nó rẻ rồi nhá, lưu ý là vì rẻ nên bên em chưa bao gồm phí ship nhá. Phí ship của nó sẽ là 50.000 trên một cây máy. Thế và bác nào mà lấy thêm bộ phụ kiện thì thêm vào 50.000 nữa. Phụ kiện thì bao gồm mấy món là dao, dây đeo, tim bầu di, nục giác quạt ốc này, quạt cước này. Đấy. Cũng tương tự như các nơi họ bán cho bác thôi. Đấy. Thế thì em sẽ đi vào chi tiết nhá. Đấy. Tí nữa thì sẽ đi vào chi tiết thì em sẽ đi vào chi tiết cho bác này. Đấy. Thì lô hôm nay sẽ là lô C các bác nhá. Đấy có C1 này. C1 bao giờ cũng là một cái con máy cái con này là máy một con máy ba lô rất là đẹp nhá, rất là đẹp. Đấy, bình xăng thì trắng tươi này. Đấy, nói chung là đủ đồ nhá. Mà cái con này là nó lại bị cứng bị như này nhá. Không biết có bị cứng máy không nhưng mà bị tuột chó nhá. Tuột chó thì bên em cũng không biết nó có cứng hay không. Chưa kiểm tra đâu nhá. Thì cái con này thì bên em bán hên xui cho bác nhá. Hên xui cho bác về dọn lại nhá. Đấy bên em cũng không biết được. Đây này, chưa kiểm tra luôn này. Đấy. Thì đây này. Con này nó là con máy vừa đè vừa giật 23cc nhá, nòng 32 ly. Đấy, vừa đè vừa giật. Nhìn trông khá là ok nhá. Đây bác nhìn này. Đấy. Nhìn máy thì nhìn trông khá ướt nhá. Đấy, khá ướt. Đấy. Đây dây của nó thì ok này, dây nó đẹp luôn này. Đấy. Đầu bò đầy đủ chén kẹp luôn cho bác này. Đây này. Đấy. Còn ăn luôn nhá, ăn êm luôn này. Đấy. Đầy đủ chén kẹp này. Thì cái con này thì do nó bị tuột chó như này nên là bên em chưa biết là hơi nửa nó ra làm sao nhá. Nhưng mà bên em bán cho bác là theo kiểu là hên xui nhá. Đấy. Hên xui, giá rẻ thôi. Đấy, chủ yếu là bán cho bác về gọi là bác nào hên thì con máy thì nó vẫn ok. Thế còn bác nào xui thì về lấy đồ, không sao hết. Đấy thì giá nó quá rẻ rồi. Thì con này sẽ để cho bác là con C1 nhá. Con này tính cho bác như con này tính cho đủ đồ này. Đấy, hên xui tính cho con này Sinego S23 nhá, 23. Con này tính cho các bác là 400. Đấy, 380.000 đi. Đấy, ok chưa? Đấy. Thì các bác sẽ thêm cho 5.000 phí ship nhá. Đấy, các bác về tự nghiên cứu tìm tòi. Đấy, ok. Rồi tiếp theo này. Con thứ hai nhá, con thứ hai là một cái con đầu máy Mazu. Mazu con này đẹp lắm đây, mới về tầm 90%. Con này thì thợ bên em vừa dọn xong. Đấy, con này chỉ có đầu máy không thôi nhá. Cái cần của nó do vận chuyển là nó bị cong ấy, thế bên em tháo ra. Nhưng mà con này khẳng định với bác nó phải mới tầm 95%. Đấy bác nhìn là nó bị xăng zin nó còn đẹp như này cơ mà, trắng phau luôn đấy bác nhìn này. Đấy Mazu 20. Đấy, dòng Mazu này Mazu sắc lớn chạy cực kỳ ngon. Đấy, ổn định. Đấy. Cái con này rất ngon nhá, em quay cho bác xem này. Mới cưng cựa luôn. Okay.
này thì đảm bảo rất ngon cho bác nhá. Thì con này là tum liền nhá, ống cần của nó là 24 tỉ 7 khía nhá. Thế bác nào có cần 24 tỉ 7 khía thì lắp vào cái con này là ok luôn nhá. Đấy. Cứ 247 là vừa. Đường kính 20 đường kính 24 tỉ 7 khía. Con này mới nhá, đảm bảo cho bác rất mới nhá. Mai em sẽ rửa xà bông sạch sẽ cho bác nhá. Thôi được. Con này thì là 20cc nhá, nòng 30 ly. Đấy, 30 ly. Nhưng mà mới tầm 95% C2. Con em tính cho bác con này 700k nhá. Đấy, 700k. 700k. Đấy. Ok. Tiếp theo này. Tiếp theo em lên cho bác một con máy ba lô cho bác về tự dọn nhá. Bên em bao hơi bao điện cho bác nhá. Cái con này nó là con ba lô của con Mitsubishi T130 này. Con này nó cũng phải mới tầm 90%. Để bác nhìn quan sát nhá, quan sát kỹ nhá. Đấy. Đây này, con này hàng bãi mới về là nhìn nó khá là ok, nhìn rất dây giật rất đẹp luôn. Đấy, nhìn rất đẹp nhá. Đây. Con này nhìn nó đây này, bác nhìn này, xem này. Quay kỹ nhá, máy nhìn rất là ấy nhá. Đấy, T130 này, nhìn đẹp lắm. Đấy là cái dây của nó nhìn đẹp luôn. Đấy, đầu bò vẫn kia trên vẫn còn mấy lưỡi chứ. Nhưng còn lưỡi đây. Thì con này em giật hơi cho bác xem này, hơi của nó phải nói là dã man luôn. Hơi ngon lắm. Đây này. Đấy, hơi. Đấy. Hơi ngon cực kỳ. Đấy. Đấy, này, dây giật còn trắng trắng này. Đấy. Đấy, nói chung là ngon nhá. Màu sắc màu xiếc là ok. Con này công suất 24 này, nòng 32 ly nhá. 24 nòng 32 ly. Mới lắp. C này là C3 nhá. Con này em tính cho bác con ba lô này ngon tính cho con này máy 24 này, Mitsu đấy. Con này đẹp tính cho 900. Đấy, 900 nhá vì nó rất đẹp. Đấy. Ok, hơi chắc lịch. Đấy, đẹp lắm. Đấy, nhìn khung khiếc của nó nhìn ok. Đấy, 900. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo em lên cho bác một con siêu phẩm trong cái lô lần này nhá. Đây, con này nhìn sơ bộ là biết là nó là siêu phẩm rồi. Con này là con Mitsu T100 đây chồng, Mazuyama chứ quên. Mazu 20cc nòng 30 ly, con này phải mới tầm 95%. Đây bình xăng zin này, trắng phao luôn. Quên mất không đổ ít xăng vào thử xem nào. Nó quậy. Bác chờ một chút xem nào. Rồi em tiếp tục nhá. Thì em vừa đổ ít xăng vào đây nhá. Con này nó phải mới đảm bảo cho bác nó phải mới tầm 95%. Đây là bình xăng zin này, nhìn trắng không? Đây này. Đẹp như này, ốc yếc bảy màu này. Nhìn đẹp không? Đấy, không phải con nào về nó cũng mới như cái con này đâu nhá. Đấy chỉ có cái con này là nó gần như mới thôi. Đấy, con nào mới như con này thì có mà đúng là dầu tô à. Đây bác nhìn nào. Đấy, đẹp lắm, mới phải 95%. Này. Nhìn cái ốc này. Ốc đầu bò thường thường nó phải gì nhưng con này không có gì riết gì nhá. Đầu bò đẹp lắm. Đấy. Con này đảm bảo cho bác ok này. Em thử cho xăng vào xem nó nổ không thì nó muốn nổ rồi nhưng mà cái dây giật của nó đang bị hơi bị ấy nhá. Mai quấn lại cho. Đây dây giật trắng phao rồi. Đấy. Đấy, nó muốn nổ đấy. Đấy, nhưng mà cái giật nó hơi kém. Đấy, thấy không? Nổ đai cực kỳ rồi. Đấy. Đấy, dưới quay tít mù cả. Đấy, ngon á. Đảm bảo các bác ngon nhá. Đấy. Con này mới lắm này. Nay em xịt tí giờ B7 vào đây là ok thôi. Đấy, nó đang hơi bị khô ấy. Ok nhá. Con này đảm bảo cho bác cái mới. Tuyệt vời luôn. 20cc nòng 30 ly con C4. C4 con này quá đẹp luôn. C4. Con này em tính cho bác 1.3 triệu nhá. 1.3 triệu. Đấy. Thì như cái con này thì đã bao cho bác là đổ về là dùng luôn thôi. Thì bác chỉ thêm cho em 50.000 phí ship nhá, 50.000 phụ kiện nữa, tổng về nhà 1.4 triệu. Đấy bác nhá. Đấy. Phụ kiện thì bao gồm mấy món là dao, dây đeo, tip mở buji, nục dao quặn ốc để bắt cước này. Đấy, cũng như các nơi họ bán cho bác thôi. Đấy, cái này thì bên em bán kèm thêm cho bác để các bác đỡ phải mua nhiều lời ấy. Đấy, nó bất tiện. Đấy. Tóm lại bác thêm 50.000 phí ship nhá, 50.000 phụ kiện. Là ok. Đấy, tổng ở nhà 1.4 triệu. Ok. Và tiếp theo này. Em sẽ lên cho bác một con máy lớn nhá. Đấy, rất là nhiều những bác điện hỏi máy lớn này. Và đặc biệt là hỏi dòng Mazu vuông nhá, 320. Thế đây bên em về được một con máy Bano, con này phải nói là nó cũng rất là cực kỳ đẹp luôn. Bình xăng còn trắng tươi luôn, các bác nhìn nào, bình xăng zin nhá, trắng tươi luôn. Đấy, đây, nhìn cái khung của nó nhìn rất đẹp luôn. Đây khung. Đấy, rất đẹp nhá. Đây, nhìn nào. Đấy, đẹp lắm. Đấy. Mới về nó như này luôn. Đây. To. Đấy, tum rời nhá. Con này tum rời, tum nhỏ, tum 260 gắn vừa xịt thuốc. Đấy, lưu ý nhá. Đấy. Cần đây.
cần ba lô nhá, máy ba lô này. Đây 320 đây. Đây 32 đây. Đấy. Đây, trên lưỡi niêc vẫn còn đây. Đấy thấy không? Ok nhá. Đấy. Thì con này là dòng 38 đi các bác nhá, 38 đi. Dòng này thì là dòng quá nổi tiếng cho bác biết rồi. Đấy, đây, hơi đi. Ui hơi dã man luôn, đang bị nghẹt bô nhá, nghẹt cái bô này này. Đấy, bác nhìn thấy không? Tò vò làm tổ này. Nghẹt bô, hơi bao căng nhá. Hơi mới lắm, con này mới cứng cựa luôn. Đấy, con này quá ngon nhá. VIP 38 đi, nhìn lốc máy chưa dọn mà nó sáng choang như này, bác nhìn thấy không? Đấy, sáng choang luôn nhá. Đấy, con này đẹp, nói chung bao đẹp cho bác, không phải suy nghĩ. Con này là con C5 nhá, C5 là dòng 38 đi, C5 các bác về tự dọn nhá. Con này tính cho bác giá là 1 triệu tính cho 1 triệu triệu 8, được chưa? Đấy, 1 triệu 8. Thì bác về tự dọn. Thế còn bác nào mà thích thích con này quá em không biết dọn thì như cái con này là họ dọn nó hơi mất nhiều công, nên tính thêm 200k đi em dọn cho. Đấy, mấy con bị trực trên này thì nó mất nhiều công. 200k dọn nó hoàn thành cho là 2 triệu. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi. Con này mới lắm này, đảm bảo cho bác rất mới nhá. Đấy. Ok này. Tiếp theo này. Tiếp theo em lên cho bác một con máy cực kỳ đẹp nhá. Con này nó con Mazuyama. Mazu 26cc dòng 34 ly này các bác này. Đây phát rào phát cước đều cực kỳ ok này. Dòng Mazu này Mazu sắc lớn đấy này, dùng thích lắm. KC26 này, đấy Mazuyama nhá. Dòng này trong đơn lốc có đóng in Japan luôn. Đấy. Con này nhìn khá đẹp luôn, bác nhìn thấy không? Đấy, khá đẹp nhá. Tay gà bóp xịn xò cho bác luôn. Đây. Vướng nhau quá. Đây nhá, tay gà bóp xịn xò luôn nhá. Đấy, ok chưa? Đấy, con này thì quá VIP rồi. 26cc. Đây con này nổ máy cho bác xem nhá. Đây, hơi này. Ui giời ơi, hơi dã man luôn. Chắc tay. Con này hơi chắc. Đấy, con này 26cc 34 ly nhá. Ui giời. Quá ngon. Con này nhìn chiếc máy cũng đẹp luôn nhá. Đấy, nhìn chiếc máy ok. Con C6. Con này giá 1.4 triệu nhá. Đấy. Để bác thêm cho 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện rồi. Tổng về nhà 1.5 triệu. Đấy, ok nhá. Rồi tiếp theo đây. Rồi tiếp theo lên cho bác cái con này cho các bác về tự dọn nhá, hoặc là lấy đồ đây. Con này nó là cái con máy ba lô hàng là Makita 250 hay là hàng này là gọi là Makita hay là nó là Echo 250 là nó đấy. Đấy, Echo nó là ba lô thì nó bị rớt cái khung ấy, rớt cái khung ba lô thì còn cục máy với cái cần. Đây cái cần của nó nhìn khá đẹp nhá, đây bác nhìn này. Đây con này Makita, cái này thì bác ví dụ bác nào mà thích lên cần thì bác thì tháo ra lên cần được nhá. Nó là tum kiểu Makita tương quyền Echo đấy. Đấy, đây cần của nó đây này. Cần của nó thì đầu bò đầy đủ chén kẹp này. Đấy. Cái này thì em bán cho bác bán cho bác như hình như này nhá. Đấy, bác nào về lấy thích ba lô thì làm cái khung vào là xong. Cái khung thì nó đơn giản thôi, cái khung thì bên em đẩy. Bác nào mà muốn khung thì báo bên em. Đấy. Cái khung thì cái này nó có này hơi rất chắc nhá, hơi cực kỳ ok luôn, hơi chắc lắm. Đây này. Đấy, hơi dã man luôn. Đấy. Đấy, hơi ngon lắm. Con này 25cc, nòng của nó là Babani thì phải. Đấy, con này là dòng Echo, dòng này bền lắm này, siêu bền luôn. Đấy, con này thì các bác về tự dọn nhá. Tự dọn lên chế lên bình xăng hoặc là lên ba lô các tùy các bác. Đấy. Thì con này tính cho bác là con C6 à. À con C7 cho con này C7 nhá. C7 tính cho con này cho bác bán như video nhá, như hình nhá. Thì vẫn bao hơi bao điện cho bác đi. Con này tính cho bác hay con này C7 chứ quên. C7 nhá. Con này em tính cho bác 650 nhá. 650 các bác như video. Đây như video các bác như này. Đấy. Ok chưa? 650. Ok, tiếp theo. Tiếp theo nên cho bác một con hàng siêu cao cấp nhá, siêu VIP luôn. Đây con này. Chính là con Mitsubishi TL26 đây. Hàng này gọi là hàng siêu cao cấp. Đấy.
Con này thì chế con bờ rồ ne đỏ hai kim tự động này. Đấy, ne đỏ hai kim nhá. Đấy. Con này thì bên em vừa dọn xong chưa kịp vệ sinh, bác nào lấy may bên em rửa xà bông sạch sẽ cho nhá. Đấy. Con này tung rời luôn đây, hàng này hàng siêu cao cấp thì bác biết rồi. Rửa lên là đẹp lắm đấy. Đấy, con này thở đẹp đây, cần zin, cần giếc zin đây. Đấy. Ok chưa? Thế con này nổ cho bác xem nhá. Con này thì thợ bên em đã kiểm tra rồi nhá. Nòng bằng piston này cực kỳ đẹp nhá. Piston rất là sáng luôn. Đấy. Ê bác. Đấy, ngon nhá, đảm bảo ngon cho bác. Đấy. Đây. Mới lên nửa ga thôi nhá. Tại vì nó lưỡi ấy, lưỡi nó hơi nguy hiểm. Đấy, này găng ti này. Đấy, găng ti rất ngon nhá. Đấy, đảm bảo. Đấy. Nói chung là đảm bảo con này chạy êm cho bác nhá. Đấy, chạy êm ngon. Đấy. Thì tại vì nó có vướng cái lưỡi cái mình ga lên nó mình không cẩn thận là nó sẽ rất là nguy hiểm. Đấy, máy chạy êm mình găng ti này. Ngon nhá. Đấy. Con này thì đảm bảo cho bác sẽ rất là đẹp, rất là êm. 26cc nòng 34 à nòng 33 ly nhá. À, nòng dài. À, TL261 dòng siêu VIP. Rồi, ok. Con C8. Đấy, rửa lên là đẹp lắm đây, C8 này. C8. Con này siêu cao cấp nhá. Đấy, mà tính cho bác con này tính cho này 2 triệu. Đấy bác nhá, 2 triệu. Đấy. Thì 2 triệu. Thì bác thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào nhá. Tổng về nhà 2 triệu mốt. Đấy. Mai em rửa sạch sẽ rồi là xịt bóng thì biết cho bác nhá, đảm bảo sẽ rất là đẹp, được chưa? Đấy, siêu cao cấp. Rồi ok. Rồi tiếp theo. Theo lên cho bác một con này cho bác về tự dọn này. Con này là con máy ba lô nhá. Ba lô là Sinewa 25250. Con này nó nhìn đỏ au này, đỏ au luôn. Đấy, đẹp lắm. Con này thì nó bị rớt cái bình xăng. Đây, rớt bình xăng với rớt cái khung. Rớt cái khung. Đấy. Cái này cái khung con này thì bên em cũng có nhá. Nếu bác nào thích thì em đưa thêm cho cái khung nhá. Còn không thì lấy nguyên đầu máy này hoặc là cái cần. Đây. Đấy. Nói chung là con này thì rất đẹp đấy. Con này nhìn đẹp nhưng mà nó bị do vận chuyển đấy, nó bị tung cái khung. Đấy, con này đẹp lắm này, nhìn đó luôn. Đây, đây nhìn cái cần của nó nhìn ok luôn. Rất là đẹp nhá. Đấy, đầu bò đầy đủ chấn kẹp cho bác nhá. Thì con này em sẽ thử hơi cho bác xem này. Con này hơi ngon lắm. Sinewa S25 250 nhá. Đây. Hơi dã man luôn. Đấy. Đấy, cái này xịt ít giờ B7 và nó ok nhá. Đấy, con này đảm bảo êm cho bác nhá. À, thì cái con này thì nếu mà bán như video như này thì tính cho bác như video như này nhá. Đấy, thì cái này thì bác thường thường về bác hay lên bình xăng dưới mới lên chế ấy. Hoặc là tùy các bác thôi. Thì con này em vừa bán như video cho bác con C9 này. C9 con này khá khỏe, dòng này thì bền lắm này, siêu bền luôn. C9 nhá. Đấy, nó thì các bác phải thêm bình xăng lớn với cả thêm cái khung. Thì là bác nào thích dùng ba lô nhá. Còn các em bán như video này thì em tính cho bác giá rẻ thôi. 650, được chưa? 650.000. À 680.000, nhầm. 680.000 nhá. 680.000. Con này đẹp đấy, 680.000. Ok chưa? Rồi tiếp theo. Tiếp theo lên cho bác một con máy này em bán cho bác đủ bộ luôn nhá, cả máy cả cần luôn. Đấy, cái con này là con ba lô. Đấy, ba lô, con ba lô của con Zubi Echo. Echo Zubi là nó luôn đấy. Đây này, con này là 20 mã của nó là 2660. Đấy, chụp giật trợ lực to, bình xăng trắng tươi. Đấy, con này khá đẹp nhá. Đấy, con này khá là đẹp. Thì cái này thì em bán cho bác đủ bộ cả máy cả cần nhá. Cần thì em chưa lắp thôi. Đấy, thì thử cho bác xem. Zubi Echo. Con bình xăng còn trắng tươi. Bơm xăng này, kéo ne lên này.
Đấy, trợ lực nhé, cứ kéo này. Nó lột ra. Đấy, diêu bia trô màu vàng đen. Đấy, vàng đen nhá. C10. C10 này bán đủ bộ cho bác nhá, về máy ba lô đeo vai C10. Con này bán đủ bộ cho bác, tính cho bác con này 1.3 triệu nhá. Đấy, được chưa? Thì bác thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi, tổng với nhà 1.4 triệu. Ok. Rồi tiếp theo. Nếu mà nên cho bác con tiếp theo là một cái con máy con này thì tính bác thật tính cho 1.2 triệu đi, bán cho nó nhanh. 1.2 triệu nhá. 1.2 triệu. Ok chưa? Nó thêm cho 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện vào. Tổng về nhà 1.3 triệu. Đấy. Rồi con tiếp theo này, em lên cho bác con này là con một con máy rất đẹp luôn nhá. Con này nó là con Mazu Yama 26cc BC26T. Đấy, dòng này thì Mazu sắc lớn chạy cực kỳ ok, ngon rồi, bác biết rồi. Đấy, con này rất đẹp nha, màu vàng nha, tùm tiếc trắng phau luôn, chính xăng trắng tươi. Đấy, gà bóp xịn sò. Ok chưa? Đấy, đúng gà bóp hệ luôn. Đấy. Được rồi. Cái con này thì nó lủ rất là ok luôn, quay cho bác xem. Con này hơi rất ngon nha. Đây. Đấy, hơi dã man luôn. Lại này. Rồi. Con này ngon nhá. C11. C11 nhìn rất ok. Con này là C11. Con này em tính cho bác giá là 1 triệu à. Tính cho 1.3 triệu nhá. Đấy. Thì các bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào. Tổng về nhà 1.4 triệu, được chưa? Đấy, quá ok. Đấy, rất đẹp. Rồi tiếp theo này. Em lên cho bác một con máy tiếp theo là một con máy lớn nhá. Đây. Rất là nhiều bác điện hỏi là có máy lớn không. Thì em quay cho bác con này. Con này là con máy lớn nhá. Con này là thằng siêu VIP luôn. Đó chính là con Kobatsu BK34 gì đây? 34 bao nhiêu đây? Đấy, nói chung là 34cc made in Japan. Hiệu này là thằng Kobatsu. Thằng này thì là con này tum rời luôn nhá, tum to bố lớn này. Đấy, con này thì bác nào ví dụ như là không thích dùng ba lô thì bác có thể là nên bình xăng, nên bình xăng chế hai kim và nên bình xăng dưới. Đấy, đấy. Là siêu cao cấp rồi. Đằng này là đằng hàng Thuận này, máy Thuận đây này. Đấy. Thế Thuận nha, nên rất đẹp luôn đấy. Đấy, cái này thì em cứ bán cho bác ba lô thôi. Bác nào về thích lên thì lên. Hoặc là cứ để nguyên ba lô này dùng cũng được. Đấy, tùy các bác thôi. Đấy, lấy được nó đây. Đấy, ok chưa? Con này hơi rất ngon nhá. 34cc nòng 36 ly nhá. Lưu ý nó nòng 36 ly, 34cc. Nòng máy to, lưu ý nhá. Úi giời, hơi ngon á. Hơi bừng bực luôn. Đấy. Hơi đảm bảo rất ok nhá. Đấy, rất là ngon. Các bác phải tự dọn nhá. Tự dọn xúc rửa bình xăng con các kiểu đây. Đấy, máy rất đẹp. Con này hàng siêu cao cấp. Siêu cao cấp C12. C12 nhá. C12 bán đủ bộ cho bác này. Con này tính cho siêu cao cấp tính cho 2.2 triệu. 2.2 triệu. Ok chưa? Đấy, 2.2 triệu. Rồi tiếp theo. Tiếp theo lên cho bác một con máy này, một con máy cần nhá. Con máy máy cần này. Đấy, cái hai tay lái của nó là kia nhá, đầy đủ hết cho bác này. Con này nó là con máy cần tốp xăng 23cc. Tốp xăng bao ư? Con này 23cc nòng 32 ly nhá. Tình trạng con này là máy nhìn nó rất ok nhá. Đấy, nhìn nào, nhìn đẹp với bô đen xì này bác xem. Đấy. Đấy, tay lái tay liếc các kiểu đầy đủ, nguyên zin nguyên bản luôn. Đấy. Em lên lổ cho bác xem nhá. Lổ bác xem này. Đây. Đấy, con này dưới giật còn trắng này, trắng phau luôn này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dòng 32 ly nhá, dùng gia đình thì thôi rồi, chuẩn nha, con này rất đẹp đấy. Rất ok, C13. Con này em tính cho bác 850. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện mà. Tổng về nhà 950, được chưa? Đấy, rất ok. Và tiếp theo này. Tiếp theo em lại lên cho bác một con máy dòng siêu hot trên thị trường bây giờ nhá. Đó chính là dòng Echo. Con này là con Echo Kyojit. Kyojit. Đấy, dòng này dòng Echo đời mới đây này. Dùng cực kỳ ok. Này cái dây của nó nhìn rất đẹp này, bản thì to này, nhìn thấy không? Rất là đẹp, rất êm nhá. Dòng này ba lô nhá, nó bay ba lô này. Ba lô đeo vai, khoác vai. Đấy, dùng cần mà tum nhôm này. Đấy, nhôm khá đẹp luôn. 2600 Kyojit. Con này nhìn đẹp đấy. Đấy, con này thì nó xài chụp giật trợ lực nhá, trợ lực này. Trợ lực toa chế 2 kim quân bao giờ luôn này. Đấy. Ăn rất là y xăng. Đấy, rất là ngon. Đấy, con này thì bên em cũng chưa có dọn đâu. Thì bao hơi bao điện cho bác về tự dọn nhé. Dòng này thì nó dễ dọn thôi. Hơi rất ngon luôn này. Đấy bác thấy không? Hơi rất ngon. Đấy. Đấy. Đấy, ngon nhá. Đấy, dòng này dễ dọn, dễ xài. Đấy, mai nắp thêm cho bác đầy đủ những cái thứ còn thiếu bên em đây đầy đủ cho. Thì con này nó là cái con C14. C14 em tính cho bác cái con này nhìn đẹp nhá. 14 con này tính cho bác 1250 các bác về tự dọn. 1.250.000 về tự dọn. Thế còn bác nào mà không biết dọn thì thêm 100k với em dọn ngon lành cho nhá, là 1350. Đấy, 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng về nhà là 1450. Đấy. Con này 26cc nòng 34 nhá. Đấy, 26cc nòng 34. Đấy, ok. Và tiếp theo. Tiếp theo em lại lên cho bác một con siêu phẩm nữa nhá, trong cái lô lần này. Lại anh cũng siêu phẩm nữa. Đây, con này nó chính là con Mazuyama 21cc. Con này thì bác chỉ cần nhìn bì xăng zin thôi là biết máy là quá là xuất sắc rồi. Con này thì bên em cũng chưa có dọn dẹp gì đâu. Đấy. À đây, thử thế nào. À dọn rồi nhưng chưa vệ sinh, nhưng mà nó đẹp như này, nhìn không? Nhìn nó độ này. Đây bì xăng trắng rồi. Đấy, thấy không? Nhìn nó vẫn còn độ bóng bóng này, thấy không? Đấy, bóng bóng này. Đấy, nói chung là con này rửa lên là đẹp lắm này. Như máy thùng luôn. Đấy. Tay lái zin đây. Đấy, zin luôn. Đấy. Đây. Cần tay lái zin đây. Nói chung là đẹp lắm. Đây này, nhìn tổng thể máy rất đẹp nhá. Cực kỳ ok cho bác luôn. Thế em lổ thử cho bác nghe tiếng máy con này thì đúng là chất thì hơn cũng cất luôn. Đây. Đây. Ui giời ơi, giật trắng tinh này, thấy không? Quá ngon luôn. Đây. Máy quá ngon nhá. Con này quá ngon nhá. Không ngon không lấy tiền. Mới. Đấy, quá mới luôn. Này. Đấy. Đấy. Cũng may là bên em chưa có rửa nhá. Rửa lên thì bác bảo là lại làm đẹp vệ sinh nhá. Nhưng con này là đây này. Bản thân nó đã như thế rồi. Chưa có rửa gì đâu. Đấy, thấy chưa? Quá ngon nhá. Rồi. Quá xuất sắc. C15 con này nói chung là không phải con nào cũng đẹp như con này đâu nhá, hiếm lắm. Về nâu cũng được một con. Con này em tính cho bác 1 triệu, tính cho 1.2 triệu đi. Đấy. Thì bác cứ thêm cho em 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện thôi nhá. Tổng về nhà 1.3 triệu. Ok. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo em nên cho bác một con thuộc dòng S-Teen của Đức nhé. Đây có nhiều bác hỏi dòng này đây này. Hôm nay có một bác hỏi đây mà em cũng chưa kịp quay cho bác ấy xem. Để tiện đây thì em quay luôn cho bác ấy xem nhé. Cái con này là con S-Teen FS2650. Này là 34 ly nhé. Lưu ý 34 ly. Đây con này thì chưa có dọn dẹp gì đâu. Đây nhìn này. Bình xăng mình chiếc nhìn trắng tươi, nóc máy nhìn sáng choang. Không có dầu mỡ gì luôn nhá. Đấy bác nhìn thấy không? Chưa dọn đâu nhá. Đấy, nhìn đẹp lắm. Đây nhìn thấy không? Đấy, con này thì nó xài chế ga quan vừa dầu 2 kim, quan vừa dầu 2 kim nhé, lưu ý. Đấy cú bơm, đặc biệt con này còn tum rời cơ. Đây tum rời đây, đây mặt tiền đằng này đây tum rời đây. Đấy, cần của nó tum nhôm nhìn khá đẹp nhá. Đấy, tay lái zin đây. Đấy, cần vẫn còn cái lưỡi kia. Đấy, nhìn khá đẹp nhá. Đấy, ok. 26cc nòng 34 nhá, lưu ý. Đây. Hơi quá ngon luôn, dây giật trắng này. Đấy.
Đấy. Đấy. Ok chưa? Con này ngon đấy. Rồi. 26cc con này chưa dọn nha, lưu ý nha, bao hơi bao điện nha. C16. C16. Con này tính cho 1,5 triệu nhá. 1,5 triệu. Nếu bác nào thích con này quá mà không biết dọn thì thêm 100k bên em dọn cho nhá. Là 1,6 triệu. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng ở nhà 1,7 triệu. Ok. Tiếp theo nhá. Tiếp theo nên cho bác một con máy ba lô lớn này, lại một con máy ba lô máy lớn luôn. Đây, con ba lô này nó là con ba lô Jobin 3000 luôn, made in Japan. Đấy bác nhìn không? Made in Japan. Con này là chụp giật trợ lực to, ổ giật trợ lực to. Chế ga ngang quan bờ ne đỏ. Đây ne đỏ đây. Đấy, được chưa? Đấy, con này đặc biệt nó là tum rời nhá. Con này là nòng 36 ly đây, 36 ly. 36 ly. Đấy, đây tum to bố lớn đây. Máy tum to bố lớn này. Chưa có rửa riếc gì đâu nhá, tum lớn này. Đấy bác nào ví dụ là muốn lên cần thì tháo đầu này ra lên cần ok luôn. Được chưa? Đấy. Đấy, dây của nó đây. Đấy. Đây. Đấy. Trên vẫn còn một cái bát cước kìa. Đấy, bát cước nhá. Đấy. Ok chưa? Thì đây em test nổ cho bác xem nhá. Con này thì nó cũng đổ xăng thì nó thấy nó nổ rồi. Kiểm tra con này là hôm qua là có mở bô ra kiểm tra thấy là bô mở bô kiểm tra thấy là trái rất là đẹp nhé, trái đẹp. Đấy, trái đẹp. Đây, đưa quay tim mù đây. Đây. Đấy, nói chung là đấy, nói chung là máy vẫn hoạt động tốt nhá, hoạt động tốt. Đấy. Đấy. Nhưng mà giật thì cảm giác nó hơi nhẹ nhẹ nhá. Hơi nhẹ nhẹ, lý do là chắc nó bị em nghĩ là nó bị nén xe măng thôi. Nén xe măng nhưng mà máy vẫn hoạt động. Cứ mở bô kiểm tra thì thấy là ok, không trái không bị xước. Đấy, không bị xước trái đi đâu, trái rất đẹp. Đấy. Đấy cũng có thể là nhạt sắc mặt. Mà giật thì cảm giác thì nó có trợ lực ấy, nó có trợ lực to thì đúng rồi. Mà cảm giác thì nó cũng không biết thế nào nhá. Đấy. Đấy. Đây. Rất ok luôn đây này. Đấy. Ok nhá. Đấy. Đấy. Đấy, ok, đã kiểm tra bô rồi, không có xước xiết gì. Máy khỏe à nhá. Quay tít mù luôn, được chưa? Đấy. Thì con này thì đổ xăng thì thấy nó lổ luôn như vậy thôi. Thì biết thế. Ok. Nó là C17. C17 con này máy lớn nhá, nòng 36 ly. Tum lớn, máy 30cc nòng 36. Nguyên bản 100%. Đấy, nhìn này. Ok. C17. Con này tính cho bác 1,6 triệu nhá. Đấy, 1,6 triệu. Đấy, bán như video cho bác nhá, 1,6 triệu. Ok. Tiếp theo, C18 này. C18 này em lên cho bác một con máy cực kỳ đẹp nhá. Lại một con này đẹp nữa. Đó chính là con máy Mazuyama 26cc nòng 34 ly. Con này nhìn đẹp quá rồi, xuất sắc rồi. Đấy, 34 nhá, Mazu sắc lớn này, to à. Chạy. Máy rất đẹp luôn, nhìn rất ok. Thì là bóp này. Đấy. Ok chưa? Nhìn rất đẹp nhé, tổng thể nhìn rất ok. Nòng 34. Đấy. Hơi này. Ui, hơi dã man luôn nhá. Đấy. Hơi dã man luôn. Đấy. Đấy. Mm-hmm.
đấy, lại đây. Đó, con này thì em thấy là khá là ok đấy, C18, con này tính cho 1,4 triệu nhá, nhà 1,4 triệu, thì bác cứ thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện mà tổng về nhà 1,5 triệu, đấy, là ok. Rồi tiếp theo đây, tiếp theo em lại lên cho bác một con máy cho bác về tự dọn nhá, một con máy ba lô nhá, đấy. Con này là ba lô Shindewa 250 25cc này. Con này nhìn thấy nệm miếng cao su còn khá là êm này, khá ok luôn này. Thiếu bình xăng lớn nhá. Thì cái bình xăng lớn thì bác cứ kiếm cái bình nào bằng bằng thì bác để vào là ok thôi. Đấy, chắc nó bị về nó bị rớt đâu thôi. Đấy. Cái này thì nó dễ kiếm thôi. Đấy, nhìn khá đẹp nhá. Đấy, cần này. Đấy, cần mềm đây. Đấy. Ok nhá. Đấy. Hơi này, giật hơi cho bác xem này. Hơi xem. Con này thì mấy con này thì bác về tự dọn thôi. Hơi này. Hơi ngon nhá. Đấy. Đấy. Đấy, hơi ngon luôn. Để bán đủ bộ cho bác nhìn này. Đấy, các bác này nhá. Con này khỏe đấy, nói chung là bác nào về mà bỏ công dọn những con này ra thì thôi đúng này. Chạy thì hết nước chấm luôn. C19. Con này tính cho bác 700k. Đấy, các bác về tự dọn. 700k nhá. Đấy, thì bác thêm cho em 5.000 phí ship vào. Là ok thôi, 750 về nhà. Rồi tiếp theo này. Tiếp theo lại lên cho bác một con Mazu tiếp nhé. Một con Mazu cực kỳ đẹp. Mazu 26 nòng 34. Con này màu vàng nhé. 26 này. Đấy, con này đẹp quá này. Nhìn bình xăng kéo tươi luôn. Quá đẹp nhé. Đấy. Đấy, nhìn ok. Nhìn rất đẹp. Tay ga bóp xịn xò luôn. Đấy, ok nhé. Đấy. Con này thì... đây, quay cho bác xem. Ui, con này hơi ngon lắm. Đấy. Hơi bực bực luôn nhé. Con này được đấy. Tắt máy. Con này hơi ngon đấy. Lại này. Đấy. Ok nhá. Đấy. Đó, ok nhá. Đó, con này hơi chắc. Đó. C20 nhá. Con này em tính cho bác. Con này em tính cho bác cũng 1,4 triệu luôn nhá. Đấy. 2,350 đi. 1,350,000. 1,350. Thì bác thêm cho em 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào nhá. Tổng với nhà 1,450. Đấy, là ok. Rồi tiếp theo. C20 này. C21 này. C21 em lên cho bác con này cho bác về tự dọn nhá. Đây, là một con máy này là một con máy ba lô nhá, ba lô khoác vai. Con này nó là con máy ba lô Mazuyama. Con này 26cc nòng 34 này, tum rời luôn này. Đấy, tum 260 nhá. Đầu này bác thể tháo gắn xịt thuốc ok luôn này. Đấy nhá. Đấy, gắn xịt thuốc ok luôn. Đấy, con này nó là bình xăng trên này, nó về nó bị thiếu mất cái bình xăng, nó bị rơi mất cái bình xăng lớn nhá. Thì con này thì bác cứ kiếm bình xăng nào đáy bằng thì bác nối cái dây vào, lên dây xăng vào nó ok thôi nhá. Đấy. Khá đẹp. Đây, tay dây rất các kiểu. Nói chung là dây cao su nó nhịn đẹp luôn. Đây, không thấy bể, không thấy nứt nẻ gì. Đấy, cần cái tay lái của nó đây. Đấy, ok nhá. Đấy, con này là Mazuyama nhá. Dòng này dòng này là dòng siêu VIP đấy. Đây này, Mazu này này. Đấy, nhìn thấy không? Đấy. Con này lật hơi cho bác xem này, hơi rất ngon luôn nhá. Đấy, hơi chắc lắm. Đấy, hơi chắc địch luôn. Đấy. Hơi bao ngon nhá, bao ngon cho bác luôn. Đấy. Con này mà tum rời luôn. Đấy, bác nào thích gắn gì thuốc thì lấy con này về. À, ok. Đấy, con là C21 nhá. C21, con này em tính cho bác là 1,250. Đấy, các bác phải tự dọn nhá. 1,250 phải tự dọn. Đủ bộ, thấy chưa? Đấy, rồi, tiếp theo. Tiếp theo lên cho bác con này nhá. Con này là một con máy hiệu là Mazuyama, Mazu 20cc nòng 30 ly này.
Con này nhìn khá ok nhá. Đấy, chưa dọn đâu. Bác hơi báo điện cho bác nhá. Đấy, nhìn bình xăng bình xước nhìn trắng đẹp này. Đấy, nhé. Đấy, ok nhá. Đấy, vỏ phiết đẹp này. Tay lái cần lái zin này. Đấy, ok chưa? Chưa có dọa đụng chạm gì đâu nhá. Đấy, bao hơi báo điện cho bác này. Hơi này. Ui, hơi quá ngon luôn nhá. Phụt 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 này. Đấy. 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 Hơi ngon nhá. Đảm bảo rất ok đấy. Rồi. C22 nhá, Mazu 20 nhá. Mazu Yama đấy. C22. Con này em tính cho bác 950 nhá. Các bác về tự dọn. Thế còn trường hợp bác nào mà không biết dọn thì cứ thêm 100k dọn cho. Là 1050. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện vào. Thì tổng về nhà là 1150. Đấy, là ok. Đấy. Rồi tiếp theo đây. Tiếp theo em lại lên cho bác một con nữa thuộc dòng máy siêu VIP nhá. Đấy, con này là dòng siêu VIP này. Và chính xác đó là con Balo Cinewa Shop 260. Con này 260 này. 260 nhá. Đấy. Đây. Tùm nhôm khá đẹp luôn. Đây, ba lô ba liếc các kiểu này. Đấy. Đây. Chụp giật trợ lực to luôn, trợ lực to luôn nhá. Chế VIP luôn, One Brazil ne đỏ, hai kim. Đấy, ne đỏ đây. Hai kim ngang ngang. Đấy, siêu VIP. Đấy, tay lái dây riếc các kiểu đây, nhìn khá đẹp nhá. Đấy. Ok chưa? Chụp giật trợ lực tiếng Mỹ nhá, lưu ý đây. Trợ lực luôn. Đấy, này hơi ngon đấy. Con này bị đang bị ấy vú bơm này. Rách vú bơm, các vẻ khả năng thay vú bơm mà chạy thôi. Đấy, chế tay đỏ. Con này bao hơi bao điện cho bác nhé. Đấy, hôm qua em mở bô kiểm tra rồi. Bô bít tông rất đẹp nhé. Bít tông đẹp. Đấy. 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 Con này đẹp nhé. Con này bít tông đẹp. Đấy, ok. Dòng này thì là 26cc này. Nòng 33-34 ly ấy. Và 3 ly thì chính xác thì, nhưng mà nòng nó dài. Nòng nó dài nên ta vẫn là 26 nhá. Đấy, lưu ý. Con này thì dòng siêu VIP rồi, siêu cao cấp. Ok. Con C23. C23 con này tính cho C23 nhá. 1350, 1350. Đấy. 1350 thì bác nào mà thích con này quá không biết dọn thêm 100k em dọn cho nhá. Là 1450. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng ở nhà 1550. Ok. Rồi tiếp theo này. Tới tiếp theo lên cho bác một con máy cần nhá. Con này cho bác về tự dọn này. Con này nó là một cái con máy thuộc dòng Kawasaki TH23 nhá. Đấy. Nó vậy nó bị thiếu cái mũ này thì mai em bổ sung cho bác cái mũ này nhá. Đấy, mũ này ok. Đấy. Cái con này TH23 này, thấy không? Tung rời luôn. Đầu này bác thể tháo gắn xịt thuốc ok luôn. Đấy. Nói chung là con này thì rửa lên nó mới đẹp nhá. Dọn rửa lên nó mới đẹp. Tay lái zin, cần zin. Đây. Đấy. Đây, nhìn khá đẹp nhá. Vỏ viết cũng không thấy bể vỡ gì nhá. Không thấy bể vỡ gì. Đấy, được nhá. Hơi này. Hơi rất chắc chứ. Hơi bực bực luôn. Đấy. Đấy. Rồi. Mai thêm cho bác cái mũ nhá. Mũ này. C24 con này tum dài nhá. C24. Con này em tính cho bác 1 triệu... tính cho con này 1.3 triệu nhá. 1.3 triệu. Đấy, thì bác cứ thêm giá 50.000 phí ship. Bác nào thích con này quá không biết dọn thêm 100k nhá. 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện, tổng nhà 1.5 triệu. Đấy, thấy chưa? Đấy. Ok. Rồi tiếp theo đây. Tiếp theo nên cho bác con này nhá, cho bác về tự dọn này. Hoặc là về lấy đồ này. Con này nó là con máy ba lô nhá. Ba lô nhưng mà nó bị rơi mất cái khung. Đấy, cái khung. Thì con này nó là con ba lô QZ hai mấy đây này. Con này 21 này, 211 đây này, vừa đè vừa giật luôn các bác nhá. Vừa đè vừa giật, đây là pin đè, củ đè gì đây này. Đấy, vừa đè vừa giật luôn. Đấy. Đấy, cần của nó nhìn còn rất đẹp nhá. Nó rớt cái nhưng cái cần nhìn còn đẹp nhá. Đấy. Đấy, cần cái tay lái của nó nhìn ok. Đấy. Con này thì em giật hơi cho bác xem nhá, hơi còn ngon. Đây. Đấy, hơi vực luôn. Đấy, dây giật trắng đây. Đấy. Ok chưa? Đấy. Hơi bực bực. Đấy, cần kiếc cái lá nhìn nóc máy nóc miếng nhìn sáng đẹp chứ. C25. Con này C25. Con này cục này bán cho bác đủ bộ như này, như này nhá. Như cục máy này với cả cái bộ cần này là tính cho 600
80.000. Được chưa? 680 nhá. Đấy. Ok chưa? Rồi tiếp theo này. Tiếp theo nên cho bác một con máy cần cho bác về tự ruộng nhé. Đây này. Một con máy thuộc dòng Mazuyama. Đây. Mazu này Mazu 20, Mazu vuông nhá. Dòng Mazu vuông này chạy rồi đỉnh cao luôn. Đấy, đỉnh luôn. Đấy, Mazu vuông. Con này bên em chưa có dọn đâu nhá. Đấy. Có cả mùi xăng mùi chiếc thì chế. Đấy. Chế ga ngang nhá. Chế ga ngang. Đấy, tum nhôm luôn này. Mazu 20 và Mazu vuông. Dòng này chạy đỉnh lắm. Ngon. Tay lái zin đây. Đấy. Ok chưa? Ý, bao hơi bao điện cho bác về tự dọn nhá. Hơi này. Hơi ngon nhá. Đấy. Đó. Hơi ngon đấy. Tùm nhôm luôn. C26. C26 con này em tính cho bác là tính như con này 900k các bác về tự dọn nhá. Còn bác nào thích con này quá mà không biết dọn thì thêm 100k thì em dọn cho. Là 1 triệu 50.000 phí ship, 5.000 phụ kiện, tổng nhà 1.1 triệu. Là dọn ngon lành, vệ sinh sạch sẽ cho. Về chỉ phải xài thôi. Kiểm tra thoải mái. Ok chưa? Rồi tiếp theo này. Tiếp theo nên cho bác một con, cũng là một con dòng siêu cao cấp nhá, siêu VIP luôn. Đó chính là một con Bano đeo vai. Con này Bano nhìn còn khá đẹp luôn, thấy không? Nó là con Bano Cinewa Shop 260, vừa đề vừa giật. Vừa đề vừa giật nhá. Đấy. Pin đề củ đề nằm đây. Đi đây. Chụp giật đây. Đấy. Chế One Brazil ne đỏ 2 kim. Ne đỏ tự động 2 kim. Đấy. Ok chưa? 260. Đây. Tum nhôm. Quá ngon nhá. Cần tay lái nhìn đẹp. Đấy. Nhìn rất rất đẹp nhá. Đấy, nhìn quá ok. Con này giật hơi cho bác xem. Đấy. Hơi ngon nhá. Đấy, bác nghe được tiếng hơi không? Đấy. Đấy. Ok, bác hơi bao điện cho bác nhá. Đấy. Bác cứ yên tâm, bình xăng mình sẽ nhìn trắng này, nước máy nhìn sáng đẹp. Khá ok đấy. Con này 260. Vừa đề vừa giật. C27. C27 nhá. 1350. Các bác phải tự dọn. Còn bác nào thích quá không biết dọn con này quá không biết dọn thêm 100k mình làm dọn cho. Là 1450. 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện, tổng về nhà 1550. Ok, tiếp theo. Tiếp theo lên cho bác con này đẹp quá này. Con này phải nhìn nó xuất sắc. Con này nó là con Mazuyama 20cc nòng 3 mini. Mazu sắc lớn, chạy cực kỳ đỉnh luôn. Đấy, con này thì mới là nằm nổ xong chưa có vệ sinh. Bác nào lấy mai vệ sinh xà bông sạch sẽ cho. Đấy. Đây. Con này nhìn tổng thể nó rất đẹp. Đây nhìn không? Đấy. Đây, tay lái zin này, ga bóp luôn. Ga bóp hệ nhá. Đấy, con này thì em test nổ cho bác xem này. Hơi rất đỉnh luôn. Ui, con này dây giật trắng tinh này bác thấy không? Chưa có dọn rửa nhưng dây giật trắng tinh luôn. Đấy, hơi ngon lắm. Đây. Con này nghe ngon chắc, chắc mải ngon đấy. Lại này. Con này ngon nhá. Đấy, ngon đấy. Quá ok luôn. Đó. Đó là được rồi. C28. C28 này. Con này tính cho bác 1 triệu nhá. Đấy, là quá tốt. Thì bác thêm cho em 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện rồi. Tổng về nhà 1.1 triệu. Đấy, ok chưa? Rồi, tiếp theo. Tiếp theo nên cho bác một con máy này cho bác về tự ruộng này. Một con máy Echo nhá. Echo Qzit này. Qzit con này bình xăng mình trước nhìn còn trắng này, khá trắng đẹp luôn này. Đấy, con này là Qzit 240 nhá. Đấy bác nhìn này. 240 nhưng con này nòng 34 này. Nòng 34 ni này. Đấy. Chụp giật trợ lực này. Hiện tại đang bị nghẹt bô này. Đấy bác thấy không? Nghẹt bô nhá. Đấy, nghẹt bô này. Đấy, nhặt vô nhá. Đấy. Đấy, nhặt vô. Đấy, mai cái này bán cho bác bán lô đeo vai. Nhìn này, thấy chưa? Nhặt vô, chụp giật trợ lực to này. Con này nhìn khá đẹp nhá. Đấy, nhìn bình xăng trắng thế nhỉ. Đấy. Đấy, hơi ngon. Bây giờ còn trắng này, thấy không? Tươi luôn. Đấy. Bao hơi bao điện cho bác nhá. Để tự dọn. Con này là nòng 34 ly đấy, không ít đâu. Đấy. Con này nhìn đẹp đấy. Đấy, thấy không? Con C29. C29
C29 nhá. Con này em tính cho bác tôi tính cho 850 về tự dọn nhá. Đấy. Thì bác nào không biết dọn thì thêm 100k về em dọn là 950. 5.000 phí ship, 5.000 phụ kiện, tổng ở nhà là 1050. Ok chưa? Rồi, C30. C30 lên cho bác con này nhá. Con này là một cái con máy Robin nhá, máy cần nhá, Robin máy cần này. Robin hay Janmi là nó luôn, 20cc nòng 30mm. Con này buji đứng này, nổ cực kỳ đỉnh luôn. Đạch. À, chế gang gang vân bật dù nguyên bản nhá. Đấy. Nguyên bản theo máy luôn. Con này thì đã cho nổ rồi, máy chạy rất ok nhá. Bơm xăng các bác bơm xăng thì khi nào mà xăng về nó không có bọt nhá là ok nhá. Đấy, nhiều bác thì bơm sơi sơi này đẹp nhá, cái này rửa lên đẹp này. Đấy. Đây, tay lái ga bóp này. Đấy, trên vẫn còn một bát cước kìa, bát cước Nhật luôn nhá, Nhật xịn luôn. Đấy. Thì con này nổ cho bác xem. Kim đổ đanh luôn, dòng này đổ sướng lắm. Tắt máy này, lại này. Đấy, đanh cực kỳ nhá. Đấy. Con này ngon đấy, con này gá bóp luôn. Đấy, có săn cho bác một cái bát cước luôn, bát cước Nhật xịn luôn. Đấy, bác lấy con này, là sẽ có. Rồi, ok. C30. C30. 800k. Bác thêm cho 50.000 phí ship, 50.000 phụ kiện rồi. Tổng ở nhà 900k. Về chỉ việc xài thôi, bán rẻ. Để tiếp theo này. Tiếp theo nên cho bác một con máy thuộc dòng G2K nhá. Con này G2K máy ba lô này. Ba lô nhưng mà nó bị rớt mất cái khung rồi nhá. Nó chỉ còn cái đầu máy với cả cái cần của nó này, bộ cần ba lô kìa. Đấy. Con này tung rời nhá. Tung rời này. Tung 260 gắn vừa xịt thuốc. Đầu này bác thể tháo gắn xịt thuốc ok luôn nhá. Đấy. Thì cái con này nếu mà nó bị rớt cái khung như này thì bác lên bình xăng dưới nhá. Lên bình xăng dưới và lên chế hai kim cho nó là chạy ok luôn. Được chưa? Đấy, dòng này thì chạy siêu đỉnh rồi. Đẳng cấp. 26cc nhá, nòng 34. Đây nòng 34 này. Con này hơi này. Hơi dã man luôn nhá. Đấy. Này đang lở côn. Đấy, có dây giật còn trắng này, thấy không? Hơi siêu đỉnh. Rồi. Đấy, nhìn hơi siêu đỉnh luôn. Vì lần về mình lên bình xăng và lên cái chế nó là ok. Còn là bộ cần bộ kia nó vẫn còn kìa. Đấy. Ok nhá. Đấy, con này 26cc nòng Kobetsu siêu đỉnh. Rồi. Là C31. C31 các bác về tự dọn nhé. C31. Con này tính cho 1 triệu. Về tự dọn. Thế còn chờ bác nào mà muốn dọn ngon lành thì nói chung là như con này thì lên bình xăng dưới và lên chế 2 kim. Đấy. C31 triệu, 1 triệu là như hình như video. Đấy. Đầu máy cái cần như video. Đấy, ok chưa? Thì về thích các bác thích làm gì nào? C31 rồi, C32 nhá. Đấy, C32 em lên cho bác con này. Con này cũng là một con máy Banu. Banu về nó có cần đấy. Cần nó ở góc kia cả. Con này có cần nhá. Nó như này luôn. Cần nó bị rớt ra. Nhưng mà nó có cần. Bác nào thích cần sẽ có cần. Nếu không thì em bán cho bác cái đầu máy như này luôn được. Mấy cái khung. Thì có thế nào bán thế. Thế con này nó là cái con Kobetsu G2KC. 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 GE2KC. Con này nó có đẻ này. Vừa đẻ vừa giật này. Đấy. Ok chưa? Cái con này này nhìn soi ở đây thấy nó bít tông còn vẫn ngang luôn. À bít tông đẹp lắm. Đây này, cái này bị nhớt này. Mà bít tông bao đẹp nhưng không có sọc xước gì đâu. Hơi chắc lắm. Đấy. Đây này. Đây này, hơi này. Hơi dã man luôn nhá. Đấy. Đấy. Hơi ngon nhá. Hơi ngon. Vừa đè vừa giật. Áo cái này hơi cháy tí này. Đấy. Ok, đấy bán cho bác như này. Về chế tạo đè đi các kiểu tùy bác rồi, dây cắm các kiểu này. Đấy. C32. C32 bán cho bác như video như cái hình như này nhá. Đấy. C32. Con này tính cho cái đầu này 500k. Đấy, 500k, cả khung cả khiếc cái các kiểu như video. Ok. Tiếp theo, C33. C33 lên cho bác con này nhá. Là một con máy Banu nhá. Banu Mazu 260. 260. Con này 26cc. Ô con này bị vỡ mất bình này. Đấy, mai
thay cho bác bình khác nhá. Đấy, con này là nó bị rớt cái khung ba lô. Đấy. Nhưng mà cái cần của nó nhìn còn khá đẹp nhá. Nhìn cần của nó kìa. Đây. Đấy. Thì cái này coi như con này thì em bán đủ bộ cho bác đi. Tại vì nhìn cần nó còn khá đẹp. Cả cần, cả khung. Khung thì mai em lấy của con khác cái nắp qua mới thay cho bác mình xong. Đấy, con này hơi chật chật lực luôn nhá. Hơi quá ngon luôn. Đây. Đấy, đây giật trắng này, thấy không? Con này 26cc nòng 34 nhá, hiệu Mazu. Đây Mazu, đấy, đẹp đấy. Cái này bán đủ bộ cho bác về tự dọn nhé, chế ga ngang dễ dọn này. Vú bơm còn chưa chưa ấy này. Cái này bơm xăng khả năng chạy luôn. C33. C33 là bán cho bác đủ bộ này, cả khung cả khiếc này. Bác về tự dọn thì tính cho là 1250. Đấy. Thế còn nếu mà không biết dọn thì thêm 100k bên em dọn cho là 1350, 5000 vì ship, 5000 phụ kiện vào. Đấy, là ok. Đấy. Rồi. Và video đến đã dài, em xin kết thúc video tại đây nhá. Các bác mua hàng liên hệ với em theo số là 0973 931 442. Rồi, cảm ơn các bác xem video.